Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện bây giờ đang đi trong một cái là cái vườn tràm, rừng tràm đi. Chúng ta đang vẫn đi vô để đi hái rau dúi về ăn, một loại rau rừng rất ngon và tuyệt vời. Đây, có hai thanh niên đang còn hái ở phía trong này. Ôi, thấy đây cũng có mà. Hay là trong nó non hơn. Sẽ đi và hái rau dúi. Đây là cây giống như cây xương xị vậy đó, giống như những cây xương xị. Thật chứ không thật. Mình sẽ ghé vô anh Trịnh để đi hái rau dúi. Khoai lang thang. Mọi người coi clip khoai lang thang đi review về một bà ở miền Tây đi hái rau này, nhưng mà họ là sống cây này, nó sống quanh quanh bên bờ nước. Những cái vòi đây bãi luôn ơi. Ok, lá tụi bay nè. Đây, anh Trinh đang hái rau dúi đâu. Đây có cái khe nước nè. Cho nên những cái lá này là đã lá già rồi. Hái cái nó non nó già vậy về sao ăn? Loại này là non nhất. Đâu? Đây là những cái ngọn non, cái này về về nấu làm sao ta? Luộc qua xoay nước à? Lên chân. Nó gọi là đun qua nước để cho nó nhạ bớt cái gì? Chất chát. Chất chát xong rồi chúng ta sẽ xào với lại với tỏi, với tép mỡ. Lâm nồm ăn cũng được. Đâu rồi? Tao bay nấu canh chứ. Chúng ta chỉ đi ở trong rừng để tìm đồ ăn buổi tối, những món ăn mà thành phố rất mong ước. Đó là cây này này, nấu canh ăn ngon. Đấy. Cây này rất xanh non, gọi là lá thổ bay, nhưng mà cây chắc là tên khoa học nó gọi là một cái tên khác chứ ta. Cái này luộc cũng được phải không? Luộc cái nước mắm. Quá ngắt ngang ngọn vậy đó. Ngắt luôn. Để cho nó sống nữa chứ. Sống sống lên mầm. Những cái đọt này già đây này. Ủa sao không phải có cái đọt nó non mà nhỉ? Này thì cũng ăn được. Này thì cũng ăn được. Mà nhưng qua mà... bài vẫn khẽ thôi chừng ạ. Có thể ăn là hải chứ. Đây đây đây. Cây này là siêu non luôn phải không? Cây này là bị hơi, cái này là bị hơi ngắn à. Mới lên này. Này thì bị ngắn quá. Cái này, cái này. Cái này là ngon này. Đấy, nó lên cao lên thành cái này này. Cái này ta hái luôn này. Ôm vậy thì bị hơi ấy. Đấy, ta hái cái này này. Ở đây còn bài nào nữa không? Nhiều chứ phải không? Nhiều đi ra theo khẽ đi ra ngoài ăn. Ra nó dưỡng tuần chứ. Mọi hồi đi lồi cái đường đó, đường lây lây dắt cái này nó mọc lên nhiều nè. Cái này là hồi mày hải. Rồi. Cái này về luộc ăn hết sạch luôn.